Qua gần 7 năm thi công, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, mang tính đặc thù chưa từng có, nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN làm chủ đầu tư chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy. Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 có công suất 1.200 MW, có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, nằm tại Trung tâm Điện lực Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang, được khởi công từ tháng 5 năm 2015, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh dấu sự thành công vượt bậc của các nhà thầu Việt Nam trong việc phát huy nội lực, đảm đương tổng thầu cho các nhà máy điện có quy mô công suất lớn. Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 sẽ đóng góp khoảng 7,3 tỷ kWh một năm cho lưới điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực Tây Nam Bộ và cả nước. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, tranh chấp pháp lý và giá thành. Việc đưa vào hoạt động nhà máy góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, một trong những cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cả nước và tỉnh Hậu Giang theo hướng công nghiệp hóa.